Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Trung Dũng chăm sóc Thúy Ngân. Hai diễn viên Trung Dũng, Thúy Ngân hội ngộ ở một sự kiện cuối tuần qua và có những cử chỉ thân thiết. Thúy Ngân phối áo len và chân váy hoa của Kenzo cho diện mạo năng động. Cô luôn thử nghiệm nhiều phong cách thời trang khác nhau để mang đến những hình ảnh mới mẻ trước công chúng. Thúy Ngân vui vẻ hội ngộ diễn viên Trung Dũng, cả hai từng đóng vợ chồng trong phim truyền hình Đình Đám Gạo Lếp Gạo Tẻ nên có mối quan hệ khá thân thiết. Cặp đôi từng bị nghi phim giả tình thật khiến họ lên tiếng phủ nhận, thậm chí không dám gặp mặt hay ngồi gần nhau suốt một thời gian dài. Hiện họ vẫn tham gia một số dự án hay thoải mái cùng nhau đi sự kiện. Trung Dũng cũng không ngại chăm sóc cho Thúy Ngân, người kém anh tới 19 tuổi. Tại sự kiện, Thúy Ngân tiết lộ một số thông tin về dự án Gạo Nếp Gạo Tẻ phần 2. Nữ diễn viên khẳng định sự chân thật chính là yếu tố hàng đầu giúp cho bộ phim gặt hái thành công, nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả. Ở phần tiếp theo, tác phẩm tiếp tục xoay quanh những câu chuyện đời thường của một gia đình. Ekip kỳ vọng truyền tải một cung bậc cảm xúc, phản ánh cả điều tốt lẫn điều xấu trong xã hội gia đình Việt Nam. Nàng Hân Hoa Hậu tiết lộ thêm cô sẽ đảm nhiệm cùng lúc 3 vai trong phần 2 của phim. Người đẹp mong khán giả cảm nhận sự hấp dẫn và tìm thấy chính mình trong từng tập phát sóng. Á hậu Thùy Dung Trái cũng là khách mời tham dự sự kiện. Người đẹp chọn váy trắng thanh lịch của nhà thiết kế Lê Ngọc Lâm và có bài phát biểu bằng tiếng Anh trên sân khấu. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.